Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tham gia Bull. Mua gói đầu tư tại Lucky Hero bằng USDT. Tại giao diện chính, click chọn Lucky Pool. Có 3 loại gói Pool phù hợp với những nhu cầu đầu tư khác nhau. Click Join Now vào gói bạn muốn mua. Chọn Box bất kỳ. Bạn chọn KuCoin và chọn USDT BEP 20. Số tiền cần trả để mua một box bằng USDT sẽ hiển thị ở đây. Chọn Confirm để xác nhận mua. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo mua thành công. Click chọn Lucky Pool để tải lại trang. Đây là giao diện hiển thị với người chơi đã từng mua pool. Video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.